chào quý vị và các bạn. Châu Âu đang là mục tiêu lớn nhất trong các thương vụ thâu tóm công ty của Trung Quốc. Tại sao tờ Tiếng Vang Le Echo uy tín của Pháp lại có thể khẳng định như vậy? Các số liệu mới được công bố cho thấy là chỉ riêng trong 5 tháng đầu năm nay, tổng số tiền đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đã gấp đôi so với cả năm ngoái, và Trung Quốc cũng chiếm một nửa tổng số vụ chuyển nhượng nước ngoài tại châu Âu. Mới nhất là thương vụ chuyển nhượng hơn 80% cổ phần của một sân bay Đức cho một tập đoàn xây dựng tại Shanghai, Trung Quốc. Các thương vụ thâu tóm của công ty châu Âu của Trung Quốc đang diễn ra ráo riết như thế nào và phía sau động thái này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. 5 tháng đầu năm 2016 đã chứng kiến sự gia tăng ngoạn mục các thương vụ thâu tóm các công ty châu Âu của Trung Quốc. Số tiền mà Trung Quốc bỏ ra để mua các doanh nghiệp tại châu lục này đạt 62,4 tỷ đô la Mỹ, hơn gấp đôi so với con số 27,7 tỷ của cả năm 2015. Cũng trong 5 tháng này, Trung Quốc cũng chiếm khoảng một nửa thương vụ chuyển nhượng nước ngoài ở EU, trong khi trong năm 2015 chỉ chiếm 9%. Thương vụ mới nhất phải kể đến tập đoàn Incheon của Shanghai, Trung Quốc, với kế hoạch mua lại phần lớn cổ phần của sân bay Han tại Frankfurt, Đức. Sân bay này có cổ phần của bang Rheinland-Pfalz là 82,5%, số còn lại thuộc về bang Hessen. Trong đó, bang Rheinland-Pfalz tuyên bố đã bán cổ phần của mình cho Incheon với giá hàng chục triệu euro. Được biết, thời gian qua, sân bay Han hoạt động không hiệu quả và đang thua lỗ nặng. Việc được bán cho đối tác Trung Quốc được kỳ vọng sẽ sớm mang lại lợi nhuận cho sân bay này bằng cách tăng cường kết nối, vận chuyển hành khách và hàng hóa với Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Ý nghĩa đối với người dân địa phương là vô cùng to lớn. Chúng tôi tin rằng cùng với đối tác của mình, chúng tôi có thể khai thác các tiềm năng của sân bay một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Dự kiến Quốc hội bang Rheinland-Pfalz và bang Hessen sẽ họp và bỏ phiếu thông qua kế hoạch bán lại sân bay Han vào giữa tháng 6. Theo giới quan sát thì có vẻ như người Trung Quốc đang muốn mua mọi thứ trên thế giới, từ những chuỗi khách sạn, nhà hàng cho tới trang trại, hầm mỏ, tất cả những gì mà tiền có thể mua được. Nhận định của họ được đưa ra trên cơ sở một loạt các thương vụ thâu tóm, mà đình đám nhất có thể kể đến là sự kiện tập đoàn Alibaba của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ để nắm cổ phần chi phối công ty thương mại điện tử Lazada có trụ sở ở Singapore, hay tập đoàn địa ốc Dalian Wanda của nước này đã bỏ ra 3,5 tỷ đô la để mua cổ phần chi phối nhà sản xuất phim Hollywood Legendary Entertainment. Câu hỏi đặt ra lúc này là vì sao đột nhiên người Trung Quốc lại hứng thú lao vào việc mua lại, thâu tóm các doanh nghiệp nước ngoài như vậy, đôi khi với cái giá mà ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ tới được. Các doanh nghiệp Trung Quốc muốn gì? Và sau đây là lý giải của các hãng uy tín trên thế giới. Theo BBC, sau nhiều năm chiếm lĩnh thị trường nội địa, doanh nghiệp Trung Quốc muốn ra biển lớn, sánh vai với các chàng khổng lồ trên thương trường. Họ mong muốn, trong vài năm nữa, khi bàn tới khách sạn, thì phải nói tới An Bang thay vì Hilton. Trong nông nghiệp thì phải nói tới Chemchina thay cho Monsanto. BBC bình luận, tham vọng này của doanh nghiệp Trung Quốc được chính quyền Beijing ủng hộ và hỗ trợ. BBC còn cho rằng, giữa giới lãnh đạo chính trị và quản lý doanh nghiệp nước này dường như có sự đồng thuận cao, coi việc thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài là một cách thức thể hiện sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg đưa ra một kiến giải khác, đó là đồng nhân dân tệ ngày càng yếu so với đô la Mỹ khiến các doanh nghiệp Trung Quốc mạnh tay mua tài sản ở nước ngoài, những thứ được định giá bằng đồng đô la Mỹ để bảo toàn vốn. Cùng lúc có nhiều luồng ý kiến cho rằng, bằng đồng tiền của mình, Trung Quốc muốn thâu tóm các công ty thương hiệu có tiếng của phương Tây nhằm tận dụng các nền tảng công nghệ cũng như các kỹ thuật tiên tiến hiện đại của các công ty châu Âu mà họ mua lại. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong thời gian gần đây chậm lại, khiến cho các doanh nghiệp Trung Quốc chán nản và muốn tìm cơ hội đầu tư ở bên ngoài lãnh thổ. Cuối cùng, việc Trung Quốc thâu tóm các công ty nước ngoài không phải là chuyện mới, nhưng việc các doanh nghiệp Trung Quốc nhắm tới các công ty của châu Âu trong thời gian gần đây được các chuyên gia lý giải là với chính sách mở, tỷ giá đồng euro hấp dẫn hơn so với đồng đô la Mỹ đã thúc đẩy các doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến châu Âu để mua các công ty. Dù vậy, các quốc gia châu Âu và Mỹ vẫn còn khá e ngại trước các kế hoạch đầu tư hay đấu thầu của Trung Quốc. Gần đây nhất, công ty liên doanh Express West của Mỹ đã đơn phương hủy hợp đồng đường sắt khổng lồ với Trung Quốc do lo ngại các toa tàu cao tốc do Trung Quốc sản xuất không đạt chuẩn. Vào lúc Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào châu Âu thì ở chiều ngược lại,
các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại quốc gia đông dân nhất thế giới phải chịu hai bất lợi: tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới bị chững lại và ngày càng bị phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp địa phương. Đặc biệt, lĩnh vực cơ khí, dược phẩm và truyền thông đại chúng là ba lĩnh vực bị tác động nặng nề nhất do khó thâm nhập thị trường. Nhật báo Kinh tế Pháp vừa đưa ra nhận định chấm dứt thời kỳ vàng son của doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc sau khi dẫn kết quả điều tra của Phòng Thương mại Liên minh châu Âu phối hợp với văn phòng Roland Berger về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc. Trong số những người trả lời cuộc thăm dò, 56% nhận định hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn, tăng 5% so với năm 2015. 57% cho rằng các pháp chế về môi trường được áp dụng để chống lại các doanh nghiệp nước ngoài, trong khi 70% cảm thấy không được chào đón nhiệt tình như cách đây 10 năm. Nguyên nhân đầu tiên được Les Echog nêu bật là tác động của việc chính quyền kiểm soát truy cập Internet gây bất bình trong giới doanh nhân nước ngoài. Lý do thứ hai là quyền sở hữu trí tuệ. Dù có một đạo luật quy định vấn đề này nhưng không được tôn trọng trên thực tế. Lý do thứ ba là Trung Quốc đang mất dần khả năng cạnh tranh do lương của người lao động tăng cao và giá bất động sản ngày càng đắt. Trung Quốc ngày 8 tháng 6 cho biết kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đã giảm 4,1%, trong khi kim ngạch nhập khẩu cũng hạ 0,4%. Các nhà quan sát nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong môi trường kinh tế thế giới và nhu cầu nội địa của Trung Quốc nằm ở mức thấp, giữa lúc mối quan hệ của Beijing với Mỹ tiếp tục bị căng thẳng vì những vấn đề thương mại và chiến lược. Theo dự báo, việc Trung Quốc ồ ạt thâu tóm các doanh nghiệp nước ngoài sẽ còn được nói đến nhiều trong thời gian tới. Theo đó, thì Trung Quốc sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trong vòng 5 năm tới, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển. Và trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chỉ đạt dự báo tăng trưởng khoảng 6,5-6,7% trong năm nay và sản xuất trong nước thì đã bão hòa, thì vươn ra thế giới được cho là biện pháp hiệu quả. Về phần mình, các nước phương Tây dù đã khá thận trọng với làn sóng này của Trung Quốc, nhưng hầu hết họ vẫn phải hoan nghênh dòng vốn của Trung Quốc ra nước ngoài vì những lợi ích của nó, nhất là giúp tạo ra việc làm cho nền kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, Euro 2016 không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần, mà đó còn là lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc các quốc gia ở Đông Âu nói riêng và châu Âu nói chung. Tuy nhiên, bức tranh đó đã bị vấy bẩn bởi màu sắc bạo lực giữa các cổ động viên quá khích, và đó thực sự là vấn đề nan giải mà bất kỳ quốc gia nào đăng cai cũng đều phải lo lắng. Liên tiếp trong 3 ngày qua, trái bóng Euro lăn chưa được bao lâu thì đã bị nhuốm màu bạo lực khi các hooligan của Anh và Nga đã có những cuộc đụng độ với nhau và với lực lượng cảnh sát của Pháp, khiến hàng chục người bị thương. Vậy là một lần nữa vấn nạn hooligan lại bao trùm và phủ bóng đen lên Euro 2016. Hơi cay bay khắp phố và các chai bia vỡ ngổn ngang dưới chân người đi đường. Đó là hậu quả của cuộc đụng độ giữa cổ động viên của đội tuyển Anh với cảnh sát Pháp tại thành phố Marseille. Vụ bạo động đầu tiên bắt nguồn bởi một số cổ động viên Anh say xỉn. Trước thềm Euro 2016, trong hơi men rượu, khoảng 100 người hâm mộ Anh và 50 người dân địa phương đã tham gia vào một cuộc ẩu đả trên đường phố. Thậm chí khi đó, các vị khách khó bảo đến từ xứ sở sương mù còn tổ chức chấn lột và cướp bóc tại một cửa hiệu ở địa phương, khiến tình trạng trở nên vô cùng hỗn loạn. Không dừng lại ở đây, do quá chén, nhiều cổ động viên quá khích của Anh lại tổ chức tấn công các cổ động viên người Nga. Và thậm chí ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa tuyển Anh và tuyển Nga, với hiềm khích từ trước, hai nhóm cổ động viên lại lập tức lao vào nhau. Các cổ động viên quá khích Nga tràn qua khu vực của người hâm mộ đội tuyển Anh để gây rối nhằm trả đũa. Sự việc khiến khán đài của các cổ động viên Anh rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Họ chen lấn, thậm chí là dẫm lên nhau để tìm lối chạy trốn. Chúng tôi phải rời khỏi sân vận động sớm, chúng tôi lo ngại sẽ có vụ đụng độ xảy ra. Rất may khi vừa ra khỏi sân vận động, chúng tôi nghe thấy những tiếng la hét dữ dội. Ngay sau đó, các vụ ẩu đả giữa cổ động viên hai nước tiếp tục diễn ra ở bên ngoài sân vận động. Nghiêm trọng hơn, bạo lực giữa các nhóm cổ động đã lan sang thành phố thứ hai của Pháp trong ngày 11 tháng 6. Tại Nice, ẩu đả giữa cổ động viên đến từ Bắc Ireland và người dân địa phương đã khiến ít nhất 7 người bị thương. Theo nhiều nhân chứng hiện trường cho hay, nhiều cổ động viên đã bị thương khá nặng, trong đó có một nạn nhân có nguy cơ tử vong sau khi bị nhiều cổ động viên Nga đánh vào đầu. Hiện đã có 6 kẻ gây rối bị cảnh sát bắt trong vụ xung đột lần này, nâng tổng số người bị bắt trong 3 ngày qua lên con số 13. Ban đầu, cảnh sát cố gắng tiếp cận để tách hai nhóm cổ động viên ra,
Tuy nhiên, do có quá nhiều cổ động viên quá khích nên lực lượng cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông và kiên quyết trấn áp, bắt giữ những đối tượng quá khích. Chúng tôi đã phân chia hai nhóm đối tượng, họ sẽ bị ghi tên trong danh sách và sẽ bị theo dõi đến hết kỳ Euro. Đây có thể coi là vụ đụng độ lớn thứ hai diễn ra tại Marseille kể từ năm 1998. Tại kỳ World Cup 1998, nhóm cổ động viên Anh đã xung đột với cảnh sát và người dân địa phương tại Marseille sau khi đội tuyển của họ chiến thắng 2-0 trước Tunisia. Nước Pháp chưa bình yên vì nỗi lo khủng bố thì vấn nạn hooligan lại khiến giới chức nước này đau đầu khi quả bóng của vòng chung kết Euro 2016 vừa mới lăn. Tuy nhiên, theo ban tổ chức Euro 2016, trận đấu giữa Anh và Nga mới chỉ là một trong năm trận ở Euro 2016 có nguy cơ cao xảy ra nạn hooligan. Không chỉ có vậy, dự kiến sẽ có từ 300.000 đến 500.000 cổ động viên Anh vốn khét tiếng hooligan ở châu Âu đến Pháp trong thời gian diễn ra Euro 2016 từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Như vậy, nguy cơ hiện hữu về vấn nạn hooligan vẫn có thể xảy ra trong bối cảnh nước Pháp đang căng sức bảo vệ an ninh trước mối nguy hiểm từ khủng bố. Hooligan là thuật ngữ tiếng Anh ám chỉ những người hay nhóm người thường xuyên có các hành động côn đồ và phá hoại xung quanh các trận thi đấu bóng đá. Những hành động bạo lực này tồn tại rất nhiều dạng, ném đá, pháo sáng xuống sân, tấn công cầu thủ hay các cổ động viên khác. Có rất nhiều cách lý giải khác nhau về những hành vi quá khích của không ít cổ động viên trên sân bóng. Dưới góc nhìn xã hội, hành động bạo lực của các hooligan xuất phát từ sự khác biệt văn hóa, tập quán, trình độ dân trí giữa những nhóm cổ động viên. Theo đó, sự kỳ thị giữa các chủng tộc, màu da hay tôn giáo sẽ dẫn tới những hành vi kích động và thiếu kiểm soát của con người, đặc biệt là khi có sự mâu thuẫn và đối đầu về lợi ích. Dưới góc nhìn thần kinh học, câu chuyện này được lý giải một cách kỹ càng hơn. Cụ thể, con người có xu hướng phản ứng giống như những gì chúng ta được chứng kiến. Khi xem bóng đá, hormone testosterone được giải phóng nhiều và gây nên sự kích thích ở các vận động viên. Hệ quả là tình trạng tương tự diễn ra ở các cổ động viên. Quay trở lại kỳ Euro diễn ra tại Italia năm 1980, trận đấu giữa tuyển Anh và Bỉ đã phải tạm dừng do xảy ra xung đột nảy lửa giữa cộng động viên hai đội. 8 năm sau đó, một số cổ động viên của Anh, Đức và Hà Lan quá khích gây chiến đã bị cảnh sát bắt giữ. Đến Euro 2000, gần 1.000 cổ động viên Anh bị bắt giữ vì hành vi bạo lực tại Cologne và Bruxelles. Và nay là Euro 2016, cổ động viên của Anh lại mang một màu sắc hooligan khi mà trái bóng vừa lăn. Tại đất nước sương mù, các cổ động viên bóng đá luôn được biết đến với sự cuồng nhiệt và đam mê. Cũng chính vì vậy mà số lượng hooligan tại quốc gia này ngày một tăng cao, bất chấp các lệnh cấm liên tục được ban bố. Và chính điều đó cũng khiến việc các cổ động viên Anh đến nước khác cũng khó khăn hơn. Theo cảnh sát Anh, các vụ bạo lực kiểu hooligan bóng đá liên quan tới giới trẻ gần như tăng gấp 3 trong vòng 3 năm qua. Theo thống kê của Hiệp hội Cảnh sát Anh cho biết, hiện có khoảng 290 thanh niên trên khắp nước Anh bị cấm lân la tới các sân bóng đá. Sau nhiều vụ hooligan liên quan tới giới trẻ, thời gian gần đây, các quan chức Anh lo ngại những thanh niên nói trên là một thế hệ hooligan bóng đá mới ở nước này. Chính vì sự cuồng nhiệt với trái bóng mà chính phủ Pháp đã phải thắt chặt việc kiểm tra hơn với riêng các cổ động viên ở Anh. Đến cuối ngày rồi mà tôi vẫn chưa xong các thủ tục kiểm tra, chúng tôi bị kiểm tra mọi thứ. Trước đó, lo ngại các hooligan của Anh, xứ Wales và Bắc Ireland say xỉn quậy phá như hồi World Cup 1999, nhiều thành phố ở Pháp buộc phải ra lệnh cấm các cổ động viên uống bia rượu trong ngày diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, dù lệnh cấm đã được đưa ra và khiến nhiều người phản đối, thì thực tế cho thấy các cổ động viên Anh vẫn khiến cho nhiều người phải lo ngại. Không chỉ dừng lại ở Anh, Italia, nạn hooligan bóng đá đã lan nhanh sang Nga và nhiều nước khác trong những năm vừa qua. Chặng đường Euro 2016 đi chưa được bao lâu mà nay đã bị nhuốm màu bạo lực. Rõ ràng là hành vi bạo lực bên ngoài sân cỏ của các hooligan đáng bị lên án và cần những biện pháp trừng phạt hoặc là răn đe thích đáng. Tuy nhiên, đáp lại những hành động xấu ấy, các cổ động viên bóng đá chân chính cần có những thái độ bình tĩnh và ứng xử văn hóa hơn. Bởi trên hết thì mục đích tới sân bóng của chúng ta là cổ vũ đội bóng mình yêu thích, là thưởng thức những điều đẹp đẽ nhất của môn thể thao vua này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.